người, mọi người hiện đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài mới của BLACKPINK với các bạn hôm nay. Đó là bài Lovesick Girls nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người hai phần điệp khúc, đó là phần điệp khúc 1 và phần điệp khúc 2. Đầu tiên đối với điệp khúc 1 thì mình sẽ nhảy mẫu cho mọi người nhá. Nửa đầu của điệp khúc 1 này.
hơi nhún và đổ người thẳng đây nha, xuống đổ như thế này. Tiếp theo tay trước này, phải trái và đấm. Cái tay này sẽ đỡ ở phần đỡ ở đây nha. Đổ lại này, phải trái và đấm, đúng chưa? Đổ lại, phải trái đấm, rồi tay chân người đang thế này đúng không? Tay vẫn thế còn biến trái như sau. Thank you.
chiếc xe họ sẽ được hấp xong thì mọi sẽ lại di chuyển đến hình bốn nhịp như thế nào. Sau đó này hình thứ năm thì mở tay và đi thẳng lên, được chưa? Tiếp theo hấp và chéo, ok xong thả xuống này. Về đến nhịp này thì mọi hai cái tay lên hơi hơi mọi thể nhảy, mọi người có thể đứng như này cũng được nhá, hai lần thôi. Tay tay tiếp theo tay nhảy xuống, tay trái đưa lên và tay phải thấy đập xuống không? Thử lại nhá. Hay hay hai lần đấm xuống ba lần, ok. Khi tay đổ như này thì mọi người làm không như này mình. Tay tay theo chân phải đặt lên, đồng thời xoay cái bóp ra để hông phải lên như này. Đấy ba lần. Tiếp theo này chân về thẳng, tay về đây và sau đó mọi người làm sóng sang phía bên phải, hông chân trái về thắt tay xuống. Tiếp theo lên về trên mặt xíu nhá, đưa ra và đầu nhìn qua trái, đầu về và trái tim xong. Bây giờ mình sẽ cách nhìn thật là chậm. 1, 2 và 3, 4,
5
theo thì mình sẽ cách nhà các bạn phần điểm thứ hai. Cả đếm luôn nhá. 5, 6, 7, 8. We are the lovesick girls. We are the lovesick thắc mắc thì mọi người hãy comment ở phía dưới cho mình biết nha. Hãy nhớ like và